Chào mừng quý anh chị đã đến với Bất Động Sản Tiềm Năng. Ngày hôm nay bên cạnh Ngọc Linh đây thì có anh Phước Sử. Anh Phước Sử là một chuyên gia môi giới bất động sản và đã có hơn 10 năm kinh nghiệm. Thì ngày hôm nay thì Ngọc Linh và quý anh chị hãy cùng anh Phước Sử chia sẻ kinh nghiệm làm sao để cho anh có thể thu hút khách hàng và mang lại những thành công cho chính doanh nghiệp của bản thân. Cảm ơn Ngọc Minh, một cái chia sẻ, một cái đề tài khá thú vị của Ngọc Minh. Thì theo như Phước Sửu, mà để mà trở thành một môi giới bất động sản chuyên nghiệp thì đầu tiên mình phải là cập nhật những cái xu hướng mới đó Ngọc Minh. Thì thế giới là luôn thay đổi liên tục đúng không anh? Chính xác, khi bạn là người dẫn đầu, bạn là người có thể tạo ra và thu hút và tất cả người khác trong mắt của khách hàng hoặc là những cái đồng nghiệp mình, thì mình sẽ là người sẽ là tiên phong và sẽ được nhiều người chú ý và họ sẽ tin tưởng mình hơn. Đấy, đó là một cái điều rất là tuyệt vời trong việc là cập nhật xu hướng, những cái trend, cái hot trend đó mình. Dạ. Và không biết là công ty anh thì có slogan nào không để kiểu kích động về cổ động cho các bạn nhân viên trong văn phòng chẳng hạn? Đúng rồi Ngọc Minh ạ. Khi mà mình ra một giá trị, bán một sản phẩm hay là những cái sản phẩm dịch vụ của Ngọc Minh, thì mình sẽ có một công ty hoặc là một văn phòng hoặc là ngay cả là cái thương hiệu nhân hiệu cá nhân của mình, thì mình sẽ đưa đến cho khách hàng bằng truyền tải bằng những nội dung, và trong đó cái mấu chốt là cái câu slogan. Thì cái câu slogan của bên Phước Sửu đó là nơi khách hàng gửi chọn niềm tin. Hãy đến với Phước Sửu, nơi đây quý anh chị sẽ có thể chọn lựa được những bất động sản là đẹp nè, giá rẻ và đặc biệt là có một cái sự chăm sóc khách hàng chu đáo và luôn luôn hỗ trợ khách hàng khi cần thiết. Dạ, rất là cảm ơn anh Sử. Thì ngoài ra là em không biết là đối với công việc môi giới bất động sản thì anh có phải ứng dụng nhiều công nghệ trong công việc của mình hay không? Tất nhiên, việc ứng dụng công nghệ trong bất động sản, trong nghề môi giới thì khá nhiều luôn á. Như Phước Sử là cũng gọi là cũng có tuổi rồi, so với những bạn mới vào nghề thì những bạn đó thì rất là nhanh nhạy, các bạn đó có thể là áp dụng rất là nhiều công nghệ, nhưng mà mình cũng là phải là học tập liên tục để là đua theo, phải cập nhật liên tục. Như ở bên công ty của mình thì có khá nhiều cái công nghệ hiện tại đang được áp dụng, như AI ha, rồi là SEO web, rồi là những cái công cụ làm video TikTok, YouTube, rồi ngay cả như chủ Phước Sửu và Ngọc Minh đang ngồi là cũng văn phòng studio, luôn luôn đem đến cho quý anh chị khách hàng những cái video hình ảnh chuyên nghiệp và từ thực tế đến là những cái tư vấn chuyên sâu. Vậy nếu mà nói đến về website đi, thì không biết là cách mà anh Sử tối ưu hóa website của mình, tại vì dù sao website của một công ty bất động sản sẽ là cái bộ mặt hình ảnh của công ty, thì không biết là anh đăng lên đấy những thông tin nào để khách hàng cảm thấy là họ có ấn tượng với công ty của mình trong vòng khoảng 15 giây đầu bấm vào website thôi. Chính xác, khi một website thì thứ nhất là nó cấu trúc nó phải chuẩn và nó chuẩn SEO, và những cái bài viết content thì phải là có chủ ngữ, vị ngữ đầy đủ. Và đặc biệt là khi mà website đó không phải là toàn bộ là bán hàng, mà website đó sẽ cung cấp cho quý anh chị khách hàng nhiều thông tin hơn, và ví dụ như là về phong thủy, về những cái bí quyết chốt sale dành cho những nghề môi giới, rồi những cái về cái tư vấn về pháp lý, tất cả những như vậy, và cập nhật thông tin thay đổi liên tục về cơ sở hạ tầng, tất cả mọi thứ mình sẽ được cập nhật trên web và được SEO web và lên những top của Google để cho khách hàng có thể nhận thấy và tìm hiểu đến cái những cái giao hàng sản phẩm của mình một cách nhanh hơn. Vậy thì những hình ảnh ở trên website đấy thì chắc chắn là từ hình ảnh của chính công ty mình chụp hoặc là quay video đúng không ạ? Chính xác, tất cả những cái hình ảnh nên sử dụng hình ảnh của chính riêng mình. Như vậy thì Google nó sẽ không có bị phạt, và những cái YouTube cũng vậy, tất cả những video đó là do chính mình quay, mình dàn dựng thì sẽ không có sự gọi là cạnh tranh về bản quyền, thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là một phần gọi là đánh giá về chất lượng sản phẩm dịch vụ. Sản phẩm ở đây là không phải là những cái sản phẩm nhà đất gọi là đem đến cho quý khách hàng, đó là gọi là sản phẩm cụ thể rồi, nhưng mà trước khi mà có những cái sản phẩm cụ thể đem đến cho khách hàng để khách hàng đặt mua, thì mình có những cái sản phẩm dịch vụ, những cái công nghệ, những cái được áp dụng
để cho quý anh chị khách hàng ở đây là tin tưởng về dịch vụ, và đồng thời là họ có thể là có đầy đủ thông tin khi mà đặt mua một sản phẩm như vậy. Dạ. Vậy câu hỏi cuối cùng mà Ngọc Minh muốn hỏi đến anh Sử đó chính là về sản phẩm, những sản phẩm về chất lượng bất động sản, thì không biết là trong quá trình tìm hiểu để môi giới đấy thì anh có những cái kinh nghiệm nào để chia sẻ cho mọi người cách chọn cái sản phẩm đấy, cái bất động sản đấy để đưa đến cho khách hàng của mình? Theo như Phước Sử mà quý anh chị có hai phân loại theo hai khách hàng, theo hai mục khác nhau. Mục đầu tiên đó là về là đầu tư, và một khách hàng thứ hai là về gọi là mua để ở. Thì khách hàng mà nếu mà khách hàng đầu tư thì tất nhiên á, trước tiên mình phải chọn vị trí trước, sau đó là đến giá, và cái thứ ba nữa là về uy tín của chủ đầu tư. Ba cái giá trị cốt lõi như vậy thì kèm theo những cái giá trị khác nữa thì sẽ chọn lựa cho quý khách hàng một cái sản phẩm vừa ý với khách hàng, và mình có thể là mua đi bán lại hoặc là đầu tư sinh lợi. Còn đối với khách hàng về để ở thì tất nhiên họ phải phù hợp với lại công năng, mục đích sử dụng và vị trí. Thì họ có thể là mua để ở vừa kinh doanh hay là di chuyển về đâu cho gần nhất. Thì tất nhiên về cái vị trí, về những cái công năng tiện ích của căn nhà làm sao cho phù hợp đầy đủ để cho khách hàng lựa chọn. Và tiếp theo là tất nhiên là mức giá. Nhưng mà mức giá đối với lại nhà đầu tư thì không cần phải là đối với nhà để ở thì không cần phải là chọn được sát sao và giá tốt, bởi vì khi mà nó đảm bảo những cái nhu cầu của họ thì thường thường là như vậy là đã phù hợp rồi. Thì thêm mức giá sàn mà họ có thể tìm kiếm những sản phẩm phù hợp. Và sau đó là về pháp lý phải ổn định mua bán, như vậy thì nó mới sẽ suôn sẻ và khách hàng càng ngày càng yên tâm hơn. Rất là cảm ơn những chia sẻ quý báu đến từ anh Sử. Với bây anh Sử đã có hơn 10 năm kinh nghiệm trong môi giới, cho nên là lắng nghe những lời này Ngọc Minh cũng cảm thấy rất là yên tâm nếu mà chọn một người môi giới như anh Sử. Và cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video ngày hôm nay. Và Ngọc Minh và Phước Sử rất mong được hẹn gặp lại quý anh chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.